Kỳ lạ cá có đôi môi người, những âm thanh ghê rợn ngoài vũ trụ khiến phi hành gia sởn gai ốc. An Nhiên xin chào quý khán thính giả trở lại với bản tin của TCT. Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Vlogger hoang mang khi bắt được cá có đôi môi giống người. Ngư dân bối rối khi bắt được cá lạ có hàm răng đỏ như máu. Bí ẩn bức ảnh 3 triệu like và câu chuyện rùng rợn đằng sau nhà du hành vũ trụ Trung Quốc. Trước khi đến với phần nội dung chi tiết, quý vị và các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi nhé. Kỳ lạ cá có đôi môi giống người. Một nam vlogger nổi tiếng gần đây đã đăng tải một đoạn video ngắn gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong video là một con cá được phát hiện có hình thù hết sức dị thường. Đôi môi của nó to và dày với những đường vân rất giống với môi người. Nếu như những loài cá bình thường có hàm răng sắc nhọn cùng vô số chiếc răng bé li ti thì sinh vật này hoàn toàn ngược lại. Nó sở hữu một hàm răng to, chắc khỏe và có phần tương đồng với răng của con người. Nam vlogger sau khi quan sát kỹ sinh vật kỳ quái này đã vô cùng hoảng hốt và đăng lên mạng xã hội nhờ tới sự giúp đỡ của cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận rất nhiều ý kiến nổ ra tranh cãi về sinh vật ám ảnh kia. Con gì mà gớm ghiếc quá vậy? Eo ơi, khuôn miệng giống hệt miệng người. Có ai biết gì về loài cá này không? Trông ám ảnh quá. Tuy nhiên, nhiều người đã nhanh chóng nhận ra đây là cá bò da thuộc bộ cá nóc. Đôi môi kỳ dị kia cũng chính là đặc điểm nhận dạng của giống cá này. Đáng chú ý là chúng có bản tính khá hung dữ, đặc biệt rất thích tấn công con người. Vì thế, loài cá này được xem là một trong những mối đe dọa của các nhà thám hiểm đại dương. Cá bò da thường dùng hàm răng nhấp nhô kia để đi săn mồi có kích thước bé hơn mình. Theo nghiên cứu, vẫn chưa có con mồi nào có thể thoát khỏi nanh vuốt đáng sợ của chúng. Ngư dân bối rối khi bắt được cá lạ có hàm răng đỏ như máu. Một nhóm thuyền viên khi đang đi thuyền trên biển ở ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bắt được một con cá vô cùng kỳ lạ. Theo hình ảnh trong video mà nhóm quay lại, con cá mở và ngậm miệng để lộ những chiếc răng có màu đỏ tươi. Thấy quá kỳ lạ, nhóm thuyền viên đã thả con cá này trở lại biển. Được biết, đây là cá Odonus niger hay còn được gọi là cá bò răng đỏ. Chúng có hàm răng đỏ vô cùng sắc nhọn, với hai chiếc răng nổi bật có thể nhìn thấy ngay cả khi chúng ngậm miệng. Những chiếc răng này được sử dụng để nghiền nát con mồi có vỏ cứng và tự vệ. Những con cá có lớp da dày cứng màu xanh này được tìm thấy ở bờ biển phía đông châu Phi đến Marques và quần đảo Society. Chúng ta có thể bắt gặp chúng ra xa phía bắc như miền Nam Nhật Bản và ở phía nam như Great Barrier Reef ở Úc. Còn tại Việt Nam, chúng sinh sống với số lượng ít ỏi quanh các đảo ở miền Trung. Loài cá này thường có thân màu tím đậm hoặc xanh đậm với những vệt màu xanh lục trên đầu và rì màu xanh nhạt trên thùy đuôi, chiều dài phát triển đến 50cm. Chú chó có chiếc mũi dài nhất thế giới. Lily Cameron, chủ một cửa hàng bán đồ trang sức ở Richmond, Virginia, Mỹ, đã vô cùng hãnh diện khi sở hữu một chú chó có 102 trên thế giới. Chú chó này tên là Eris, nó trở thành nổi tiếng trên mạng xã hội trong thời gian qua nhờ chiếc mũi dài với kích thước lên tới hơn 30cm. Chú chó Eris hơn 2 tuổi, thuộc giống chó săn lâu đời ở Nga, có tầm vóc trung bình, trông trang nghiêm, thích chạy thi, dịu dàng và trầm tĩnh nhưng lại đầy năng lực. Ở Việt Nam, giống chó này thường được biết đến với tên gọi chó ngao xù vì có bộ lông xù dài. Lily nhận nuôi Eris từ tháng 7 năm 2018 khi đến thăm một trang trại ở vùng Cashville, bang Virginia. Chú chó là một trong ba con nhỏ mới sinh nhưng nổi bật hơn vì bộ lông trắng và chiếc mũi dài. Lily Cameron chia sẻ, sở dĩ Eris có chiếc mũi dài vì một khiếm khuyết di truyền. Điều đó không làm phiền chúng tôi. Chú chó thân thiện đến ngay chỗ chúng tôi và ngồi lên đùi chồng tôi. Cô chủ yêu thương Eris đã lập riêng cho nó một tài khoản Instagram cá nhân, chia sẻ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Thật bất ngờ, chú chó với chiếc mũi dài bỗng nổi như cồn trên mạng xã hội. Tài khoản của chú chó nhanh chóng có tới gần 200.000 người theo dõi. Lily Cameron cho biết, mỗi lần đi ra đường, rất nhiều chú ý đến Eris. Họ cố gắng nhận dạng xem nó thuộc giống chó gì và vì sao có chiếc mũi dài đặc biệt như vậy. Bác sĩ thú y từng cảnh báo với Lily Cameron rằng chú chó của cô có thể gặp vấn đề lớn về răng khi nó có thể chọc vào núi của Eris, thậm chí nó có thể phải nhổ răng nanh nhọn dài. Tuy nhiên từ đó đến nay, Eris đã không hề tỏ ra đau đớn hay gặp bất cứ vấn đề buồn phiền gì.
Thông thường, một chú chó thuộc giống chó săn Nga có thể sống tới 15 năm. Hiện chưa rõ liệu chú chó Eris có được xác nhận kỷ lục thế giới Guinness với chiếc mũi dài của mình hay không. Trước đó trên thế giới, có rất nhiều chú chó lập kỷ lục Guinness thế giới với những bộ phận trên cơ thể. Ví dụ, như chú chó có tên Mochi Morricot đến từ thành phố Sioux Falls, bang South Dakota, Mỹ, lập kỷ lục với chiếc lưỡi dài tới 18,58cm. Hoặc như chú chó Habron thuộc giống chó nuôi chuyên săn gấu trúc ở Mỹ, đến từ Boulder, Colorado, ghi tên vào sách kỷ lục Guinness Thế giới với đôi tai dài nhất, với tay trái dài 31,1cm và tay phải dài 34,2cm. Bí ẩn bức tranh 3 triệu like và câu chuyện rùng rợn đằng sau. Hình ảnh bạn đang xem được chụp lại cách đây 20 năm, ghi lại sự kiện lịch sử. Lần đầu tiên một người Trung Quốc thành công trong việc đặt chân lên vũ trụ, giúp nước này trở thành quốc gia thứ ba có khả năng đưa con người lên vũ trụ sau Mỹ và Nga. Tuy nhiên, điều khiến bức ảnh nhận về hơn 3 triệu lượt like không phải vì nó là một sự kiện lịch sử trọng đại, mà bởi vì câu chuyện bí ẩn được phi hành gia kể lại sau khi người này trở về trái đất. Bức ảnh được chụp vào khoảnh khắc phi hành gia Dương Vĩ Lợi đang vẫy tay sau khi tàu vũ trụ Thần Châu 5 hạ cánh xuống đồng cỏ Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc sau 21 giờ trên quỹ đạo. Trong một cuộc trao đổi gần đây với đài truyền hình, anh đã tiết lộ mình có nghe thấy một âm thanh kỳ lạ đang lơ lửng ngoài không gian. Sự kiện bí ẩn đó được anh mô tả rằng tiếng động gõ cửa cứ lặp lại liên tục trong không gian ngoài trái đất, nghe có vẻ như không phải nó đến từ bên ngoài không gian hay là bên trong con tàu, mà chỉ đơn giản là như thể ai đó đang gõ vào thân tàu, giống như họ đang cầm chiếc búa gõ gõ vào phi thuyền vậy. Anh cho biết mình đã cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy nó nên ngay lập tức đi kiểm tra cửa sổ, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Đáng chú ý là trong hai chuyến du hành vũ trụ diễn ra sau đó vào năm 2005 và 2008, những phi hành gia khác trên con tàu Thần Châu 6 và 7 cũng xác nhận đã nghe thấy âm thanh hệt như Dương Vĩ Lợi mô tả. Mặc dù các nhà khoa học khẳng định âm thanh không thể truyền đi trong môi trường chân không ngoài vũ trụ. Còn bộ trên đã gây chấn động toàn Trung Quốc vào thời điểm đó, nhiều giả thuyết được đặt ra về sự sống ngoài hành tinh. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên những âm thanh kỳ lạ được thông báo lại khi các phi hành gia làm việc ngoài không gian. Theo đó, trong chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của con người vào năm 1961, Yuri Gagarin, phi hành gia của Liên Xô, đã vô tình nghe thấy một bản nhạc, và anh đã nhắc đến điều này khi vô tình nghe lại nó tại một buổi hòa nhạc sau đó vài năm. Những nhà du hành không gian sau này cũng trải qua những cảm giác tương tự. Phi hành gia Liên Xô Vladislav Volkov đã miêu tả về những âm thanh kỳ lạ bao quanh ông khi ở trong không gian như sau. Khi trái đất được bao phủ bởi màn đêm và đột nhiên tôi nghe tiếng chó sủa và rồi tiếng khóc của một đứa trẻ bắt đầu vang lên rõ ràng. Một số giọng nói, tôi không thể giải thích được tất cả những điều này. Những âm thanh đó đã theo anh gần như suốt chuyến bay. Vào tháng 5 năm 1969, phi hành đoàn tàu Apollo 10 khi du hành qua vùng tối của mặt trăng đã nghe thấy một tiếng huýt sáo lạ lùng phát ra từ tai nghe của họ và kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ rồi biến mất. Các nhà khoa học cho rằng âm thanh phát ra do nhiễu sóng vô tuyến giữa các tàu vũ trụ. Nhưng liệu ba phi hành gia giàu kinh nghiệm có thể nhầm lẫn sự nhiễu sóng thông thường với một hiện tượng ngoài hành tinh? Thêm vào đó, những phi hành gia từng ở trong tình trạng như vậy đều xác định rằng họ nhận được một luồng thông tin mạnh mẽ nhất định đến từ bên ngoài. Không ai trong số họ cho rằng nó là ảo giác bởi những cảm giác đó quá chân thực. Rất nhiều lời giải thích đã được giới khoa học đưa ra trong suốt nhiều năm trời. Có người cho rằng khả năng cao do những mảnh vụn nhỏ lơ lửng trong vũ trụ và phải thân tàu hoặc tiếng động từ cơ chế nở ra và co lại của chất liệu đóng tàu khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh giá ngoài vũ trụ. Tuy nhiên đến ngày nay, vẫn chưa có tổ chức nào khẳng định nguyên nhân cuối cùng gây ra những tiếng động bí ẩn ngoài vũ trụ là gì, và nó vẫn được coi là một trong những ẩn số về vũ trụ. Theo quý vị và các bạn, thì những âm thanh này cũng như sự sống ngoài hành tinh là có thật hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho An Nhiên biết nhé! Đến đây cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và như mọi khi, nếu thấy video này ý nghĩa, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận cũng như đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, An Nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại.